Dạ em chào mọi người. Đây là một cái bãi kho bồn của bên em mọi người ha. Bên em cái kho nó nhỏ quá nên phải gửi bớt ở đây. Ở đây hiện có là một bồn 10 khối và nhiều cái bồn 5 khối. Bồn 5 khối thì có cái còn đẹp, còn nguyên, còn zin, có cái cũng có hàn sửa rồi mọi người ha. Nhưng mà bồn cũ bên em bán cho mọi người là được kiểm tra hàn lại bình thường, mình xài, mình sử dụng bình thường. Bán bồn có bảo hành cho mình xài trong vòng 5 năm, 10 năm. Do vậy mà mình cứ yên tâm sử dụng, dù bồn hàn hay không hàn, bồn nguyên hay bồn không nguyên, bồn zin hay bồn không zin đều được bảo hành hết mọi người ha. Đây là xe ghé bốc một cái bồn để giao cho khách, một cái bồn 5 khối. Bữa nay bên em đi ghép chuyến, giao một khách hàng lấy bồn 5 khối, một khách hàng lấy bồn 1 khối và một khách hàng lấy bồn 700 lít. Xe đi vòng vòng là giao được 3 cái mọi người ạ. Dạ, khách hàng bồn 5 khối thì ở Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3. Khách hàng bồn 1 khối thì ở ngay trong Gò Vấp. Và một khách hàng 700 lít thì giao chắc chỗ Thủ Đức đó mọi người. Đi một tour là được 3 khách hàng mọi người ạ. Và những khách hàng bồn nhỏ thì có cái bồn cũ họ đang xài, họ không dùng nữa thì bên em nhân tiện sẽ thu lại luôn mọi người ha. Ai mình có cái bồn mà mình không xài nữa, nhỏ quá hoặc chảy lủng hoặc mình muốn đổi bồn khác thì mình có thể thanh lý lại cho bên em. Bên em sẽ cho người tới thu mua cho mọi người ha. Rồi em chào mọi người mình nha. Ai mình cần sử dụng bồn nước thì vui lòng liên hệ bên em. Bồn bên em đã đưa lên xe hết rồi, bây giờ chỉ việc giao cho khách thôi ạ. Bồn nào cũng được bảo hành hết. Khi giao bồn thì kèm với cái giấy bảo hành cho mọi người mình ha. Một là có thể mọi người dán trực tiếp lên bồn, hai là mình dán vào vị trí nào đấy để mình dễ nhớ, không bị thất lạc. Khi nào bồn có hiện tượng chảy lủng hay là xì hay là bị sao đó thì mình có thể gọi nhờ bên em tới. Mình hãy nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về bồn nước. Và những khi mình cần tư vấn, nếu bồn nó bị đang dùng mà bị chảy, bị sập chân đế, cần vệ sinh xúc rửa thì bên em có thợ tới hỗ trợ mọi người mình nha. Có thợ dịch vụ ở trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh gần đó, Bình Dương, Long An, mấy tỉnh gần thành phố Hồ Chí Minh là bên em đều có thợ hết. Thợ sẽ tới hỗ trợ mình nếu mình gặp sự cố, hoặc mình có thể gọi điện nhờ tư vấn. Nó đơn giản thì mình có thể tự làm, phức tạp quá thì mới cần thợ bên em tới thôi. Rồi em chào mọi người, tạm biệt mọi người nha.